Kính thưa quý vị, 15 năm tuy chưa phải là thời gian đủ dài, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể có quyền tự hào khi nhìn lại nó, một hành trình xây dựng, phát triển và thành công rực rỡ. Hôm nay, tôi đứng đây muốn lan tỏa niềm vui tới toàn thể quý vị. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty trách nhiệm một thành viên nông sản Anh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị, quý khách hàng, quý khách quý. Và nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đang tới gần, kính chúc quý khách hàng, quý vị khách quý một năm mới phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng. Và tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Thank you.